trăm ngàn mà muốn mua hết cái siêu thị của người ta luôn á trời. Mày nè, đi đâu vậy? Mày hả? Đi kiếm đi. Đi bên đây đi. Bên đó đi rồi. Bà đâu? Tao thấy bà đâu trời ơi. Ôi. Trời đất ơi. Đôi dép của bà này phải không? Trời ơi. Trời đất ơi má ơi. Má Chu đang chi vậy? Trời ơi, Chu này khỏe lắm. Trời ơi quá trời đạt luôn. Mua tao tủ lạnh này đi. Trời ơi, con lại má ơi. Mua cái này về ướp xác hay chi má? Thôi tao không ra. Trời ơi, ra đi má. Đi ra đi. Không ra. Trời ơi, trời về vô nó lui đầu đi về bây giờ. Khỏe đó. Tao ở đây luôn. Bà mà không ra là nó lấy tiền lại là khỏi. Cô Ú Hồng Sáp Phi Thanh Dân Lầu. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Bồ Ba Bê. Các bạn ơi, trên tay cô Ú thì đang cầm phong bì của Bồ Ba Bê. Hồi hộp quá. Bây giờ mình khui phong bì nghe, coi trong có gì. Hộp quá mấy ơi, hồi hộp quá không biết có gì có bơm á má. Ghê quá. Đừng có hồi hộp, từ từ cái gì cũng đến thôi. Chào mừng bạn đến với Bồ Ba Bê. Đừng ngạc nhiên và đừng sợ khi chương trình tặng cho bạn số tiền nhỏ để bạn tới cửa hàng điện máy mua những món quà mà bạn yêu thích. À, có tiền má, có tiền là được không sao hết. Phải mệt nhiều có tiền là được hả má? Đúng rồi nè, tập tiếp nha. Hãy bốc thăm xem may mắn của bạn có cười với bạn hay không. Có 3 thăm. Một thăm với số tiền 1.500.000 đồng. Wow, 1.500.000 đồng. 1.500.000 đồng nhiều lắm đó. Được cũng được thôi má ha. Ừ, và 2 thăm đồng giá 500.000 đồng. Đâu á, bất kỳ vậy. Cái kia 1.500.000 còn đây có hai giá 1.500 làm sao vậy? 500.000 đồng mua gì má? Má ơi, má khó quá. Tiền chương trình ta cho mình là mừng rồi. 500.000 đồng sao không mua được gì bà? Vô đó bà mua được gì? Máy xay tóc gì? Nồi cơm? Nồi cơm điện, máy xay tóc? Đèn pin? Thôi thiếu chai dụng cụ má mua. Thôi không được. Và lưu ý nè. Bạn chỉ được mua đúng số tiền hoặc nhỏ hơn, không được lớn hơn. Chúc team Bờ Ba Bê mua sắm vui vẻ. Vui quá, vui quá má. Trời, vui ghê. Đây. Thôi được rồi, cái đó thôi, luật lệ của ta mà mình đâu biết gì đúng đâu rồi, đúng vậy. Thân phận đây. Mà tham gia mà má. Chương trình của mình đây được 2.500.000. Yeah, 2.500.000. 2.500.000. Còn má, giá trời giá. Mà giờ 1.500.000 hả má ha. Bốc thăm đi mọi người ơi. Rồi, bốc thăm, ưu tiên cho má bốc trước đó. Trời ơi, hộp quá má ơi, thôi con nhắm mắt kêu con nhắm nhìn đâu. Trời ơi. Thì 1 là 1.500.000, 2.500 thôi chứ có gì đâu đúng không má? Xui may rồi. Ôi, nhưng mà trời ơi, hết xui may rồi má ơi. Xin chúc mừng u được 1.500.000 rồi. Hai má con này, nở hiền gặp lành, hai má con 500.000. Quá, ồ, 1.500.000 để coi mua được nhiều món lắm á nha má. Trời. Mình có 500 mua cái gì giờ. Đâu sắp có. Sắp hồi ghê quá trời ơi. Ok cái này. Bắt tay. Ồ hiện tại mình đang ở đâu đó? À mình đang ở Đại Lộ Bình Dương. Nếu mà chương trình cho mua điện máy chắc mình bây giờ phía trước là ai? Em bắt tay ghé cho em chỗ điện máy Nguyễn Kim Thuận An em bắt tay. Bên tay phải mình luôn á. Điện máy Nguyễn Kim á. Nguyễn Kim Thuận An. Sát bên luôn. Thôi bây giờ chúng ta hãy cùng đi nha. Giờ các bạn chuẩn bị cùng team cô Ú nè, má Hồng Sáp cùng Phi Tinh Văn Lậu vô mua sắm thôi. Tới rồi. Nguyễn Kim Thượng An tới nơi rồi. Ờ hay quá, tới rồi, tới rồi. Rồi, giờ mình hãy cùng đi nha, đi vô mua đồ. Đi vô. Xuống xe thôi. Xe. Tới nơi rồi, vô. Ê, xuống. Mau. Xuống rồi. Rồi, vô. Xuống, vô. Ồ, cái này đẹp quá. Từ từ mà. Từ từ má ơi, gì mà chạy vậy. Ồ, cái này đẹp quá. Đẹp quá ta. Trời ơi. Ồ, má ơi. Má ơi. Tưởng đụng vô nghe. Trời ơi. Nồi cơm. Trời ơi, nồi cơm. Nồi cơm điện tới 600 ngàn lận, không có đủ tiền đâu má ơi. Không đủ tiền, 500 sao mua. Thì giờ lựa món khác mình mua. Trời ơi, món khác thì má ơi. Món khác hả? Trời ơi, ơi bắt ba lại cái gì mà ba chạy như vậy? Trời về bây giờ. Trời ơi, không có tiền đền chết. Từ từ má ơi. Ôi, đẹp từ quá. Từ má ơi, trời ơi. Nó thở ra. Bước chân vô mát liền luôn á.
lẻ lên. Trời ơi, lẻ lên cho cái gì mà đồ đẹp lắm. Sao mà bà già quá nhanh luôn. Con không thấy sợ con luôn. Mua cho má cái tivi này nè. Trời ơi, nhanh nhoi trời. Cái gì? Cái tivi này, cái tivi. Trời ơi. Cái tivi này. Bà đọc coi nhiêu? Tivi này thì sao? Có 15 à. 15 ngàn. Trời ơi, cái gì 15 ngàn? Cái nhiêu? Cái gì 115? Có 100 ngàn. Ơ chết. Bà đi hả bà nội, bà bỏ tay bà đã có bà. Xin lỗi má. Đây nè. Đó, nha. Có 115 triệu hả? Ồ, mắc quá, mua khác, kiếm khác mua. Mua gì? Chỗ khác mua. Rồi, mua cái gì? Ơi. Thích cái gì nói cái gì? Này cái này nhỏ nè. Dừa, dừa túi tiền. Dừa ghê á. Có 7 triệu rưỡi à. 7 triệu rưỡi à? Mắc quá, cái nào có 2. Có 500 ngàn. 500 ngàn hả? Má mua được không? Ít thôi. Có 500 ngàn sao ta mua được? Trời ơi má ơi. Ai vậy? Hình bà ú nè má. Hình bà ú. Bà ú. Trời đất quỷ thần má. Ơi. Thấy cưng không? Ừ, ú lắm. Chị ơi. Đây này. Ở đây có cái lư hương không chị? Chị má. Có cái. Bà tự vô nào thấy dạo này bà là bị gì? PA đồ câu view rồi. Cái gì bà nội tự bà vô điện máy ta bà kêu kiếm lư hương tôi chị. Hình bà không trong đây nè. Câu like vừa vừa phải phải ta nghe chưa? À quên. Để cúng phải không? Bán cho đắt phải không? Tao hiểu ý mày lắm. Ủa? Rồi bà đâu? Rồi bà đâu biết? Tao đâu nói chuyện mày biết đâu? Trời đất ơi. Giờ mày chạy bà mày kiếm bà coi. Đâu rồi? Mày kiếm bà coi. Trời đất ơi. Vô điện máy người ta mà đi tùm lum tùm la biết được không kiếm. Ơi. Máy lạnh quá trời luôn. Tủ lạnh nè. Ui đẹp cơ vậy đó. Ui trời đẹp quá trời luôn. Con ơi con mua cho má mấy cái tủ lạnh này cho má nha. Hả? Cái này chứ. Ờ ơi. 1, 2, 3, 4. Ngăn. Ngăn quá trời ngăn. Trời ơi, cái này, ô, trời ơi, thích quá trời, để ta xuống trống ta. Trời ơi, ôi trời ơi, đẹp quá, thích quá, trời luôn. 500 ngàn mà muốn mua hết cái siêu thị của người ta luôn á trời. Đi rẻ, đi đâu vậy? Mẹ hả? Đi kiếm đi. Đi bên đây đi. Bên đó đi rồi. Bà đâu? Tam thấy bà đâu trời à? Trời ơi. Trời đất ơi. Đôi dép của bà này phải phải không? Trời ơi. Trời đất ơi má ơi. Má Chu đang chi vậy? Trời ơi. Chu này khỏe lắm. Trời ơi quá trời đẹp luôn. Mua tẩu tủ lạnh này đi. Trời ơi con lại má ơi. Mua cái này về ướp xác hay chi má? Thôi tao không ra. Trời tụi ra đi má, đi ra đi. Không trời ra. Ơi, trời về vô nó lôi đầu đi về bây giờ. Khỏe đó, tao ở đây luôn. Bà mà không ra là nó lấy tiền lại là khỏi có tiền. Ừ, mua cái nó lấy 500 ngàn lại là không có một đồng đi về luôn. Đi ra đi. Đi ra lẹ đi lựa đồ với con nè. Bên đây có nhiều. Ừ, nó lấy lại 500 ngàn đó. Thiệt hả? Thiệt. Rồi tao đi. Má này về đi, má này về đi. Ừ, đi về đi. Vài bữa mua cho má cái tủ lạnh. Lẹ. Tao đi. Khổ quá. Ui. Đi về. Đóng vô, hương của người ta mất bệnh bây giờ nè. Bắt đền đi, lẹ đi ra đây nè. Đi, khổ thân. Đi, nha. Giờ không có chạy nữa đó nha. Ừ. Wow, siêu thị điện máy Nguyễn Kim. Các bạn ơi, khi đi siêu thị, nhớ là đừng có dẫn bà ngoại hay bà nội theo nha. Mắc công mấy bà lại giống cô Hồng Sáp chui vô tủ lạnh ngồi nữa đó. Lúc đó lại khổ vì tốn hầu bao mua sắm tùm lum tả lả luôn. Khẳng định một thương hiệu, chỉ có siêu thị điện máy Nguyễn Kim đang chạy chương trình bốc thăm trúng thưởng trị giá 1 tỷ đồng. Các bạn ơi, mua bất kỳ sản phẩm nào tại hệ thống Nguyễn Kim với hóa đơn từ 2 triệu trở lên sẽ có cơ hội rinh quà khủng như xe SH nè, tủ lạnh, máy giặt, TV và còn nhiều phần quà giá trị lắm. Chương trình chỉ áp dụng tại 3 khu vực miền Đông, miền Trung và Tây Nguyên. Các bạn ơi, chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 10 2018 tới hết ngày 18 tháng 11 2018. Nhanh tay cùng bờ ba bê tới Nguyễn Kim mua sắm và rinh quà nha. Hôm nay em thấy bán đồ nhiều ghê luôn má. Đồ nhiều lắm mà đẹp quá. Mua cho má một món đi. Má ơi, 500 ngàn.
nó lựa món nó mua. Biết cái gì nó cũng lựa mua, nó mua cái gì mà nó mua tài nào 10 triệu trên không thì nó mà mua. Con nói là nó có gọt trong 500 ngàn con má luôn. Tao biết cái nào đâu quá gọn. Thì bây giờ mình kiếm anh nhân viên mình hỏi anh tư vấn cho mình có mua cái nào nè. Có cái nhân viên nào ngon hỏi người ta. Đó, bà nữa thấy không? Câu view, câu like. Ờ, đó. Bà mua đi về ủi đồ. Trời ơi má mạnh đồ không bao giờ ủi, mua một chi cho ổn. Vậy hả? Thôi má mua cái máy xay tóc đi má. Ồ, xay tóc. Xay tóc nha. Trời ơi, tao nói già được còn máy xay tóc chịu nói nói. Nè, xay tóc như bà này nè. Trời ơi, uống lọt, máy uống lọt nha. Không uống được lọt. Cái gì má mua cái gì? Không uống lọt. Mình đun nước đi về. Mình đun nước trà uống. Được không? Được không? Già rồi nấu trà uống cho nó ấm bụng. Được, tao giờ tao được 500, giờ mua cái này 500 phải không? Đúng rồi. Bớt còn 400 nữa. Không, 400. Bây giờ mà bớt mà mua món 400 thì còn 100 ngàn cũng trả chương trình chứ tao đâu có bớt mà đâu. Ừ, cũng trả chương trình nào không có được lấy về đâu. Thế hả? Thiệt, mua đi. Rồi, lấy cái này. Lấy cái này phải không? Ừ. Quyết định chưa? Quyết định chưa? Quyết định kỹ chưa? Quyết định kỹ rồi. Thấy má tôi sợ quá. Trời ơi, mua đồ làm gì căng thẳng để vui vẻ lên. Đánh không có mà. Cái gì hết trơn. Rồi mua 500, đúng 500 thôi, không đúng cho nè. Tao lòi được 100 nữa. Má đòi lấy tiền mặt ở đâu mà ra. Anh ơi, tư vấn cái máy đun nước cho má em đi anh. Cái máy đun nước này là dung tích bình, cái đó là 1.7 nha bà. Này là xuất xứ tại Trung Quốc luôn, thương hiệu của Awa. Này là giá con đại là giá nên biết là 690 ngàn. Con đại giảm giá hết cho mình luôn, là còn lại 500 ngàn. Ừ, anh ơi, bảo hành cho mình 1 năm luôn. Má vợ đó không có được bớt một xíu không anh? Cái này là giá của công ty đưa xuống là đã giảm giá hết cho khách hàng. Dễ mẹ. Anh ơi, thí dụ khoan cho em nói nha, thí dụ như bà thích cái này, bà thích cái thủy tinh thôi, 550 bớt 50 được không? Dạ không ạ, cái này là giá đã giảm mình. Nếu như mình mua mấy 550 mình có thể bù 50 nghìn luôn. Không, bù chứ đừng phạt em, tội nghiệp. Con về nói công ty bớt cho bà. Thôi vậy tháo cái nắp này ra, bớt 50, tháo cái nắp ra. Nếu như tháo dài, anh cũng không đi, mình mẹ tháo cái nắp ra là sao, bình nước nóng. Ờ, sao nóng nó được. Nó sôi lên, nó sùng nước tùm lum. Đúng rồi, nó phùng vô mặt hết trơn. Lấy cái này đây. Thôi vậy lấy cái này nha, lấy cái này chốt nha. Rồi chốt cái bán. Má vợ đó bớt đi trời. Má của mình nè, má vợ đó. Thì không biết thì anh có bớt được chút đền không? Cái này anh rể mày đó, anh rể mày. Ôi, cà hồi ông lên 1 triệu nó mất công. Thôi, giờ lấy cái này đi má đi. Con này má, rồi cầm kẹp nách. Rồi. Ra ngoài quay tính tiền lẹ. Vui vẻ. Cười lên coi mua đồ gì. Cười nè, hai cười, ba. Vui nè, hai ba. Rồi, ba má con giống nhau. Rồi đi. Trời ơi, có 500 ngàn mua được có cái bình này. Phải ước chi được nhiều, cái tôi mua cái tivi tôi đem về tôi coi phải được sướng hơn nữa. Trời đất ơi, má tôi với em gái tôi ngộ quá. Có 500 ngàn mà đòi mua đủ tùm ba đủ thứ ở đâu mà ra. Tôi chịu đuổi thường chưa được mua nhiều nè, ở đó mà 500. Ê, hay mày mua cái nồi gì, tao mày nấu lẩu ăn. Được không? Được, cái nồi giá nè. 300. Bao nhiêu? 300. 300 bình lưỡng tính Elmix Inox giữ nhiệt. Được không? Bao nhiêu? Cái này là cái bình 120. Có 120 ngàn. Mày khùng quá, mày kiếm cái gì mà gần 200 ngàn mày mua. Cái gì mà mua 120 cũng đã là chương trình. Vậy thôi kế bên 180 được không? Khùng một cái kế bên 190 nè má. Đó. Còn kế bên 190 được không? Được. Được ha. Ở cái màu tươi tắn quá ha. Màu hợp với mày đó. Quá. Anh ơi. Cái này là sao vậy anh? Bình giữ nhiệt. Bình giữ nhiệt là có thể để mình giữ đá lên, mình đánh vô mình đi làm đi, buổi sáng mình bỏ cà phê vào để giữ đá được lâu hơn những cái bình bình thường của mình. Rồi nếu thì nước sôi em đổ vô giữ bình lâu cũng được, không sao hết, nước sôi nóng lạnh cũng được. Mua gì? Mua cái nồi. Nồi mua gì nữa? Cái bình giữ nhiệt 50 ngàn không biết mua chơi trời, ghét sợ. Rồi tính tiền đi má ơi, lẹ đi. Con ơi tính tiền lẹ. Rồi má ơi. Tới quầy thu ngân rồi nè. May I help you? Dạ, bác phòng sát của bác phòng sát là 500 ngàn ạ. Rồi, trả tiền đi má. Con giữ tiền của má. Mắc tiền tối rồi trả đi. Tiền đâu? Tao quấn cho mày cái chết. Tôi đây. Dữ quá à. Mày muốn giữ tiền tao. Cái gì nữa, tiền của tao. Tiền mày là con quỷ. Dạ, có chị ốm là 490 à. 490 ngàn luôn. Dạ. Rồi, thì chỉ có mình má mua là không có tiền đó. Rồi, em cảm ơn nha. Chị gửi là 1.465.000 nha chị. Dạ, em gửi. Dạ. Cầm 35 ngàn về mà không có được cầm tiền giữ phải trả cho chương trình đó. Chị tới đâu mà em đây nhận hàng giùm em đi. Dạ rồi em cảm ơn người. Cảm ơn con gái. Qua đây nè má, qua đây lấy đồ, lấy hàng về má. Con ơi cho cô bắt nè. Dạ, hóa đơn của cô là thằng A qua, bị thằng A qua. Hồi hộp khi nhận quà quá, run quá, mê quá.
kỳ này về có cái bình nước, cái máy ép này tao tiếp mình tao sẽ giảm cân á mày. Có không? Chắc không? Chắc giảm cân không? Giảm cân. Đưa lưng cho người ta kìa bà. Thì à, cái quả đơn của em á, nó gói gọn trong hai cái món. Đâu anh bà cũng ờ, thì cũng còn túi tay nó vậy á. Rồi. Mà không nhận, anh đẹp trai thiệt. Mê quá. Anh ơi, em muốn anh mang cái đồ này về nhà em được. Được không? Ủa, té chết nhờ. Rồi rồi em cảm ơn nhá. Cái này của chị là thương quá. Chị đúng. Nè, anh quá đơn rồi. Chai chén mà tay chân hoạt lanh hoạt sợ. Mặt cưng hay ba bi. Trời ơi, không biết đó cơ. Ôi cái chai này nặng quá. Anh cầm phụ em ra được không? Cầm phụ em ra đi. Nặng quá, cảm ơn. Ôi chai chán thương ta. Cảm ơn các rồi, em cảm ơn anh nha. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn mọi người. Từng hết sức vậy đó. Ôi, khoái quá trời, nó đắt rồi, cái xe áp. Các bạn ơi, khi đến với siêu thị Điện Máy Nguyễn Kim, có rất là nhiều quà tặng dành cho các bạn. Với chương trình hiện tại khẳng định một thương hiệu được áp dụng từ ngày 20 tháng 10 cho đến ngày 18 tháng 11 với quá đơn trên 2 triệu đồng. Và được áp dụng ở 3 khu vực miền Đông, miền Trung và Tây Nguyên. Và có rất nhiều quà tặng như là trúng TV nè, tủ lạnh nè, máy giặt nè, bếp điện từ nữa nè. Và rất nhiều phần quà hấp dẫn khác đang chờ đợi các bạn. Và các bạn đừng quên xem chương trình Bờ 3B của tụi em được phát sóng định kỳ vào lúc 19 giờ thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên kênh Cú Úp Bay Show. Bây giờ chúng mình đi về ha. Đi về. Ủa rồi, má đâu? Ờ. Tao mày đứng nói nãy giờ rồi má đâu? Má đâu? Ơi. Ai biết? Má nè. Má được rồi, sao má leo đó má ngồi vậy được hay vậy? Ôi, má ơi, đi về đi má ơi. Đi về đi má ơi. Má về giờ rồi, đi về. Đi về. Hết chiếc xe thì còn mua không? Trên hai treo. Mai mốt cả mau em lớn, tuy Úc mà xưa xoan đẹp hơn. Cả mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đò. Em đứng mình ở một hướng duyên dáng mời khách là ngàn phương. Cà Mau mặn thêm màu mới, vì Cà Mau là thấy thương em rồi. Trời ơi, công nhận Cà Mau cảnh đẹp quá chị hai. Ừ, không những đẹp mà còn ngứa nữa. Ngứa gì bà nội, mũi cắn gần chết rồi nè. Chắc kỳ này về ốm quá à. Ốm cũng mừng à. Gió xuân bay về Cà Mau qua đầm dơi.